Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp không ít trường hợp người rất giàu có nhưng lại vô cùng keo kiệt. Cả đời tích cóp được bao nhiêu tài sản cũng không dám hưởng thụ chút gì. Thậm chí cuộc sống còn không bằng những người có thu nhập thấp hơn họ. Kỳ thực hết thấy điều này đều có nguyên do của nó. Cả đời keo kiệt tích cóp tiền bạc không được hưởng, khi chết mới hiểu được nguyên do. Giữa năm Thiên Bảo triều đại nhà Đường, ở Nghiệp Thành, Tương Châu, ngày nay là thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, có một ông lão họ Vương rất giàu có, là một đại địa chủ, có trang viên rộng lớn, nhà cửa rất nhiều, có hơn 200 người làm, trong nhà tích góp từng tí lương thực một, cho đến có cả vạn học, nhưng lại keo kiệt bủn xỉn vô cùng. Ông không có con cái, trong nhà chỉ có hai vợ chồng, nhưng sinh hoạt vô cùng đơn giản, thậm chí không dám ăn đồ ngon, thường xuyên ăn cơm thừa để lót dạ. Có một ngày, ông Vương tản bộ đến một lữ quán, nhìn thấy một người khách đang ăn cơm, trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn. Ông Vương hiếu kỳ mới hỏi về khách làm nghề gì. Người khách trả lời, tôi bán thuốc và phấn hương các loại. Người buôn bán nhỏ mà ăn uống lại sang trọng vậy. Ông Vương nghi anh ta là kẻ trộm mới hỏi lại, anh có bao nhiêu tiền mà lại ăn ngon mặc đẹp đến như vậy? Người đó nói, tiền vốn của tôi chỉ có 5.000 đồng thôi. Tôi mỗi ngày dùng hết tiền lời, giữ lại tiền vốn. Tôi không muốn tích cóp tiền nhiều hơn, cho nên có thể ăn mặc thoải mái một chút. Lúc này, ông Vương như ngộ ra điều gì, liền về nói với vợ. Anh ta chỉ có 5.000 đồng mà sinh hoạt rất thoải mái. Thật là đã hiểu ra rồi. Chúng ta bây giờ tích cóp tiền tài đến vài vạn mà ăn mặc khổ sở, con cái thì không có, sau này chết rồi để lại cho ai? Vì vậy, ông mở cửa nhà kho, lấy đồ tốt ra dùng, đồng thời ăn uống thả cửa để bù vào khoảng thời gian trước đây. Chỉ được mấy ngày, hai vợ chồng đều có chung một giấc mộng, thấy bị người ta bắt, phải đeo gông cùm, còn bị đánh đập. Có một người nói, người này dám lãng phí quân lương. Vài năm sau, vợ chồng ông Vương đều qua đời. Khi đó là năm Chí Đức thứ hai, thời Đường Túc Tông, năm Công Nguyên 757. An Sử chi loạn còn chưa được dẹp yên thì An Lộc Sơn đã chết. An Khánh Tự chạy trốn đến Nghiệp Thành, quân đội của triều đình cũng đến Nghiệp Thành. Ngay lúc đó, quân đội triều đình liền mở kho lúa của ông Vương để sung vào quân lương. Vậy là vợ chồng ông Vương cả đời keo kiệt là có nguyên do. Tích góp từng chút lương thực như vậy đều là để dự bị cho triều đình nhà Đường. Thôi Nguyên Tông có số mệnh lưu đày. Trong Định Mệnh Lục có ghi chép một câu chuyện vào thời nhà Đường, khi Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế, Thôi Nguyên Tông giữ chức tể tướng. Lệnh sử Hề Tam Nhi nói với ông rằng, trong vòng 60 ngày tới, ông sẽ bị lưu đày đến Nam Hải. Trong vòng 6 năm, sẽ có 3 lần đối mặt với cái chết, nhưng đều không thể chết. Từ đó về sau, ông sẽ thay đổi nhiều chức quan, cuối cùng được khôi phục chức tể tướng, sống đến 100 tuổi, nhưng lại chết vì đói. 60 ngày sau, quả nhiên ông bị định tội và lưu đày xuống phía nam của đảo Hải Nam. Mấy năm sau, ông bị bệnh kiết lỵ kéo dài gần 100 ngày. Từng đến lúc thập tử nhất sinh nhưng vẫn không chết. May mắn nhận được đặc xá và có cơ hội quay trở về kinh thành. Trên đường về kinh, lúc đi thuyền vượt biển thì gặp sóng to gió lớn, thuyền bị chìm. Người ngồi chung thuyền đều chết hết. Chỉ có một mình Thôi Nguyên Tông bám vào một miếng ván lớn trôi dạt lên một hòn đảo nhỏ. Nhưng chẳng may, trên miếng ván có một cái đinh lớn. Ông bị cây đinh đâm vào sống lưng, sâu đến vài tấc. Thôi Nguyên Tông không còn chút sức lực, đành phải ngày đêm chịu đau, rên rỉ trong bùn đất. Lúc này, một người chèo thuyền đi qua, nghe tiếng rên rỉ của Thôi Nguyên Tông, bèn cứu sống ông. Mọi người cảm thấy tội nghiệp, còn cho ông chút lương thực để lót bụng. Từ đó, ông đành phải xin ăn dọc đường để sống qua ngày. Một ngày kia, Thôi Nguyên Tông đang nằm trên thuyền, nhìn thấy một vị quan mặc bộ y phục màu xanh lục. Nhận ra vị quan này chính là lệnh sứ của ông khi còn làm tể tướng. Ông đến chào hỏi,
và hai người nói chuyện với nhau. Vị quan đó còn góp cho ông một ít lương thực, nhờ vậy mà ông mới có thể về lại kinh thành. 6 năm sau, Tuyển Tào Tư bẩm tấu về tình hình của Nguyên Tông cho hoàng đế Tắc Thiên nghe. Võ Tắc Thiên liền hạ lệnh đặt cách cho ông ta một chức quan, hạ chiếu bổ nhiệm cho làm quan úy. Cũng đến ngày vào cung bái tạ, Tắc Thiên lại đặt phong ông làm ngự sử, sau cùng là chức thượng thư Tả Thừa Tướng, thứ sử Bồ Châu. Năm đó, Thôi Nguyên Tông cũng đã 99 tuổi, con cháu của ông đều chết hết, chỉ còn mình ông, có bệnh nằm trên giường, gọi nô tài đem cơm cháo qua, đám nô tài khinh ông tuổi già sức yếu, đều chê cười mà không làm theo. Thôi Nguyên Tông cũng không còn khả năng trách phạt bọn họ, cảm thấy tức giận, không được ăn uống nên mấy ngày sau cũng qua đời. Có người nói gặp được thời cơ thì sẽ được làm quan, nhưng thực ra phải xem trong mệnh người đó có hay không. Nếu không có, cho dù hoàng đế muốn cho họ làm quan cũng không làm nổi. Cũng như câu chuyện ông Vương, rõ ràng tài sản không thiếu, nhưng cả đời ông chỉ có làm lụng vất vả mà chẳng được hưởng chút thành quả nào, cuối đời còn phải dâng hết cho triều đình. Nhiều người không hiểu điều này, cho rằng ông trời bất công. Kỳ thực đạo trời luôn công bằng, con người không chỉ có một kiếp này, rất có thể kiếp trước ông Vương đã phát nguyện kiếp này sẽ dâng bấy nhiêu đó của cải cho triều đình. Cũng có thể kiếp này ông không được hưởng thụ, vừa là để trả nợ từ tiền kiếp, vừa để tích phúc phận cho đời sau. Con người thực ra phải có phúc phận mới được hưởng thụ, thậm chí có cơm ăn no cũng là có phúc mới được ăn. Người vô phúc thì kể cả cơm dâng tận miệng cũng không tài nào nuốt nổi. Vậy nên con người đừng bao giờ trong vô minh mà oán trách thần.